Xin chào anh em, tiếp tục đồng hành với cửa hàng xe máy Phương Nam ngày hôm nay. Đó thì mình sẽ lên giới thiệu cho anh em một mẫu xe của Honda anh em nhé. Để mình đi sơ xung quanh một vòng ra ngoài, xong bắt đầu mình sẽ vào phần chi tiết. Xe này là xe đời cuối cùng của AB đầu vò nha anh em nhé. Đời cuối cùng của AB đầu vò. Xe này là xe 2012. Đó, xe 2012. Sơ một vòng ra ngoài anh em này, thấy không? Thì xe đi theo 5 tháng thời gian thì không thể nào như xe mới được, nhưng mà giàn áo là bao cho anh em liền lạc sạch sẽ. Đó, nước sơn nó còn zin nguyên bản theo xe nhá. Máy móc tình trạng mình vẫn đang bao cho anh em một máy móc cũng đang còn zin nguyên bản 100% anh em nhá. Chi tiết này anh em. Vành bánh ốc tán này, đó, ốc còn vàng khè vàng khẹt luôn này. Đó là ốc zin theo xe nhá. Đó, dàn gầm này, đó cũng đang khá là đẹp. Dòng này thì nó xài bóng đèn halogen nên bóng khá là sáng nha. Đó, hai bên hai bóng đèn rất là sáng luôn. Đó. Dòng này thì lúc đề ba lên lổ thì nó hơi kêu thôi, nhưng mà khi nó lổ máy rồi thì máy cực kỳ êm luôn nhá. Đó anh em thấy không? Máy lổ cực kỳ êm anh em nhá. Đó. Đây, giặt chân, giặt sơn, giặt chỉ áo sống nó còn liền lạc sạch sẽ, máy móc mình đang bao zin nha anh em nhá. Đó, có lên cho anh em một bộ tay thắng này, tay thắng đồ chơi, tay côn đồ chơi này. Đó, bao da nắm tay đầy đủ hết nha anh em. Đó, đèn thì cực kỳ sáng luôn anh em nhá. Đó. Đèn này. Hay cho anh em một bóng led, một bóng xanh này. Đó, một bóng led, một bóng halogen này nha. Đó, nhìn rất là sáng nha anh em nhá. Đó, dàn chân, dàn sơn, dàn xi này. Đây anh em. Honda nhá. Ốc này anh em này. Đó, cực kỳ đẹp luôn nhá. Đó, anh em nào đang quan tâm đến cái mẫu AB đầu bò này á thì anh em cứ để lại cho mình một cái bình luận. Đó, hoặc để lại số điện thoại mình sẽ tư vấn cho anh em nhá. Cửa hàng mình có hỗ trợ trả góp và có hỗ trợ anh em ship xe 63 tỉnh thành anh em nhá. Đó, đây cửa hàng mình đây. Có mua bán trao đổi, có ship xe tất cả các tỉnh nhá. Đó, cảm ơn anh em rất là nhiều.